Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lên con đu bông lại hai dòng gách bay nha. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, còn hộp mã palladium phay xước còn rất là đẹp nha. Còn tầm khoảng 95%, bề mặt nó cũng có xước rất là nhẹ thôi nha. Anh em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Có dấu cấn nhẹ lên rồi nha, chứ rồi rất là khó thấy. Lưng thì có một vết xước này nha. Cạnh này cũng có vài điểm trước nha, nhưng mà xước rất nhẹ không có sâu đâu nha. Các góc cạnh thì đẹp, không có bị cứng gì hết. Trong gian đầu là còn sáng bóng luôn, không có bị chảy xước gì nha. Con này tiếng rất là lớn nha, tiếng nghe rất là đã. Hình ảnh chi tiết quay ra bán thì mình để trong phần mô tả nha. Anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em.